Hello các anh chị em à, theo đúng lời hứa thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị em viết về con robot giao dịch theo hai điểm này à, có thể ba đường, một cái là chỉ chúng ta xu hướng, còn một cái chúng ta sẽ vào lệnh theo nó, thậm chí 4-5 đường chúng ta có thể trailing theo nó chẳng hạn vậy, top lot theo cái đường EMA chẳng hạn vậy đó. Thì đó là những cái chiến thuật mà chúng ta có thể chơi à, nhiều anh chị em trader nhiều lúc chúng ta kiếm rất nhiều hệ thống, kiếm hết thầy này thầy kia, nhưng thật ra có những trader bồ rồi thế giới họ chỉ cần ứng dụng hai đường EMA thôi các anh chị, hai đường EMA là đủ bốc bạc rồi à. À, các anh chị có thể tìm hiểu sâu hơn về những điều này ha. À, vậy thì đường EMA tôi sẽ thị phạm ngay cho chúng ta xem ha. Tôi vào cái indicator của tôi. Đây. Rồi, tôi kéo cái indicator của tôi vào. Trời, nhiều quá ha. Để xóa bớt đi. À mà thôi. Để tôi hướng dẫn các anh chị lấy đường EMA ra luôn đi ha. Chứ tôi quen dùng indicator của tôi, các anh chị về đâu có đâu, mất công anh chị lại không biết lấy ra từ đâu ra. Thế tôi xóa đi ha. Xóa đi. À, anh chị luôn để xóa cái những cái đường tôi đi. Vậy thì bây giờ làm cách nào để có được ba đường EMA? Chúng ta vào Instagram, chúng ta chọn Moving Average EMA đó. Rồi chúng ta chọn cái đường thứ nhất là chu kỳ là 9 chẳng hạn vậy. Chúng ta chọn Financial đó, và chúng ta chọn nó là màu đỏ đi ha. À, cho màu đậm đậm lên cho các anh chị dễ thấy. Rồi đó là cái đường màu đỏ. Rồi chúng ta lại tiếp tục chọn tiếp vô Insert vô Indicator, chúng ta vào đây và chúng ta vào Moving Average. Rồi chúng ta chọn thằng này là đường 17 đi. Đó. Rồi và chúng ta chọn đây là đường màu xanh. À, rồi đó là hai đường. Rồi tiếp tục chúng ta lại tiếp tục chọn một cái đường để chúng ta biết xu hướng đúng không? À, chúng ta lại vào insert. Khi các chị quen mà các chị một thao tác làm nhiều lần các chị có thể dùng phím tắt nha các anh chị. Đó, các anh chị có thể tạo ra cái phím tắt để chúng ta làm là nó thoát ra ngoài liền thôi. Nó lên trên. Rồi. Thì cái đường màu vàng này nè là chu kỳ 100. Nó thể hiện cái xu hướng giảm hay là xu hướng tăng nha các anh chị. Đó cũng là một cái kháng cự nếu như phút dưới. Và khi mà chúng ta thấy này đường màu đỏ là đường nhanh mà cắt đường màu xanh thì chúng ta yên tâm sell. Sell ăn dài chúng ta thấy không chị, đẹp không? Quá đẹp nha anh chị. Đó, quá đẹp luôn. Đó, thì giá chỉ cần cắt đây là mình cắt được rồi. Đó, vậy là mình ăn khá nhiều. Ví dụ như mình sẽ sell ở vị trí này. Tới đây là mình đã ăn được 66.976 điểm. Chà, lượm tiền chưa? Đó, thì độ như vậy thôi là chúng ta đã kiếm được rất rất nhiều tiền. Các anh chị thấy không? Rồi, chẳng hạn đây cũng vậy. Đây cắt một phát chúng ta xuống cũng ăn đậm luôn. Đó. Đi, rồi các anh chị thấy không? Nhà khá là hay ha. Vậy thì viết con robot cho nó chạy như thế nào đây? À, trên thị trường nhiều lúc ở đây chúng ta phải trả một cái tiền rất cao chỉ một cái thuật toán đơn giản vậy thôi. Thì hôm nay tôi viết cho các anh chị con này, các anh chị tự viết luôn ha. Vậy thì nó viết như thế nào? Chúng ta vào vấn đề ha. Các anh chị có thể viết theo cái bài này luôn cũng được, đúng không? À, chúng ta sẽ chỉnh nó lại thành là đây, chúng ta sẽ đổi nó. TV. À, tiếp theo cái bài siêu nến, chúng ta kết thúc siêu nến anh chị. Chúng ta sẽ qua các đường EMA ha. Tín hiệu 1 sẽ là tín hiệu của EMA. Đó, D. Đưa vào cái con robot của chúng ta vừa mới tạo tên đó. Xin lỗi, đây là indicator. Robot trong ở đây. Robot tín hiệu EMA. Robot tín hiệu 1. Chúng ta dùng cái gì dùng? Vẫn dùng theo cái chúng ta sẽ theo cái bài em trước nha các anh chị. Đó. Rồi vậy thì Doji không cần thì chúng ta xóa đi, chúng ta xóa bớt thì cho nó đỡ rối mắt. À, rồi Bing 3 không cần thì chúng ta xóa hết, Inside 3 này đó, à, xóa hết. Rồi và chúng ta theo vào lệnh chúng ta dùng sau. À, vậy thì bây giờ chúng ta khai báo EMA như nào? Đây, chúng ta sẽ làm như sau. À, đầu tiên chúng ta sẽ khai tìm ra những cái đường EMA, à, định nghĩa những cái đường EMA ra. À, chúng ta sẽ định nghĩa là EMA 1, đúng không? Hoặc EMA nhanh gì đó tùy chúng ta. À, EMA 1 bằng Y, chúng ta sử dụng cái hàm EMA. À, đó, chúng ta gõ vậy đó, nó ra chúng ta cái hàm định nghĩa sẵn cho chúng ta rồi. Thì trong cái hàm nó chỉ cho anh chị từng bước luôn nè. Khi anh chị đóng ngoặc mở ngoặc và chấm phẩy, các anh chị vô trong đó, các anh chị muốn biết là thứ tự thành phần của nó là cái gì, các anh chị gõ cho tôi dấu phẩy. Đó, nó ra thứ tự thành phần, bắt đầu chúng ta làm theo nó nè. Nó là cost string symbol, có nghĩa là ban đầu chúng ta hãy nhập cho nó cái symbol. Ok, thế thì mình nhập symbol, symbol đóng ngoặc mở ngoặc ha. Rồi time ram thì chúng ta chọn là various. Various. Hoặc các anh chị muốn time ram gì đó thì chúng ta chọn time ram đó. Rồi cái various. Period này là cái period của cái EMA. À, thì cái period này các anh chị muốn nhập, muốn input thì chúng ta phải nhập vào. Ha các anh chị. À, các anh chị muốn input thì các anh chị phải nhập nó. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ nhập nó là đó, EMA 1 period là cái chu kỳ của cái EMA 1. Và cái ship của cái EMA đó là cái gì thì chúng ta hay chọn số 0, ta chọn số 0 luôn. À, input nhiều mệt. Rồi chúng ta chọn cái mod nào. À, thì chúng ta có thể chọn là mod EMA, hoặc đây chúng ta gọi mod nó ra, mod EMA, hoặc là mod nó Lightway gì đó, hoặc là mod SMA đấy, hoặc là Smooth gì đó. Đó, đó là hàng loạt cái mod cho chúng ta. Giả sử chúng ta muốn chọn là mod EMA thì chúng ta chọn mod cái gạch EMA, enter đó. Rồi chúng ta ra cái mod EMA, nó sử dụng mod EMA.
Rồi đến đây chúng ta nói tiếp là nói về cái giá nào. Thì cái giá nào là trong em hồi nãy nói đó, thì thông thường chúng ta sử dụng là cái giá đóng cửa đó, chúng ta gọi price là giá đóng cửa cho ông ta đó, và bắt đầu từ cái nến máy đúng không? Chúng ta đang làm cho cái nến nào, em ai của cái nến nào, thì chúng ta luôn luôn làm cho em ai của cái nến hiện tại là nến không đó, phải là sống. Chúng ta cầm bài cái ha, bây giờ có lỗi à, hiện nhiên có lỗi rồi, do mình đã khai báo cái gì đâu, không có lỗi đó, nãy xóa mà chưa xóa luôn cái server này đúng không? Rồi nói chung là có lỗi cái em period này đúng không? Và chúng ta phải khai báo cái em period này đúng chưa? Đó, thì chúng ta khai báo ra em period này ở trên input trong input em period, thì chúng ta chỉ là số nguyên thôi nha các anh chị. Em most various various bằng thông thường là mình sẽ chọn chính là con số đầu tiên, mình có thể chỉnh đổi sau. Tương tự mình sẽ làm cho ba cái email lại, cho nên mình có ba Jose Don V. Chúng ta sẽ làm cho email 2, email 3. Đó, hồi nãy mình sử dụng là 9, 17 và 101 nha. Đó thì ba cái email, đây là ba cái period, ba cái chu kỳ của email mà chúng ta sẽ nhập. Đó, không lỗi ha. Này, F7 nghe không lỗi lên luôn. Rồi. Vậy thì chúng ta xuống đây, tiếp tục chúng ta double thêm hai cái nữa. Jose Don V. Join V. Rồi, email 2. Và ở đây sẽ là 2. Đó, các anh chị thấy chỉnh đơn giản không? Em ấy 3. Và đây sẽ là Mortis 3. Rồi, đấy, các anh chị thao tác nhanh lên là chưa đến 5 phút đâu ra con robot. Mình muốn cắt thì mình phải khai báo thêm một cái nến nữa nha anh chị. Mình phải khai báo thêm một cái nến trước đó. Đó, mình khai báo thêm một cái nến trước đó thì mình mới biết nó cắt. Đó, vậy thì mình có pass thôi. Rồi C, có pass. Đó, mình sẽ khai báo thêm một cái đường MA của cái nến 1 nữa. Nến 1, đó là cái nến trước đó nha các anh chị. Đó, tức là ví dụ như ở đây mình chưa biết đi. Chưa biết, che lại. Bây giờ thì mình sẽ khai báo đó là thằng trên ở cái nến 1 là cái email màu đỏ sẽ lớn hơn, đúng không? Cái email màu xanh. Và ở cái nến 0 thì đột nhiên nó lại thấp hơn. Thì mình vào xem coi nha anh chị xem. Phong to như này các anh chị xem thấy rõ hơn ha. Giả sử là bên này chưa có che lại bớt. Đây, có nghĩa là chúng ta chưa hề biết chúng ta đang ở vị trí quanh khu vực này nha các anh chị. Vậy thì chúng ta đang muốn đó là cái đầu tiên đó là cái nến màu đỏ, email màu đỏ đang cao hơn email màu xanh. Và tự nhiên đột nhiên qua cái nến này thì email màu xanh lại, email màu đỏ lại thấp hơn cái nến màu xanh, tức là cắt. Chúng ta nói như vậy nghĩa là cắt đó các anh chị. Thì có nghĩa là cho chúng ta một tín hiệu sell thì chúng ta sell. Vậy thôi. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm thôi. Chúng ta đã khai báo đến 1 thì ở cái vị trí này chúng ta phải sửa nó là số 1 nha các anh chị. Đó, số 1 và số 1. Vậy thôi. Chúng ta khai báo là số 1. Rồi. Rồi. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã xong hết thủ tục rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu mình nói về tín hiệu. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ các anh chị em một cái kỹ thuật mà chúng ta lập trình sẽ đơn giản hơn, đó là chúng ta khai báo một cái string signal, đúng không? Signal đó bằng hai rồi chúng ta mình sẽ ghi cái gì đó, đó là signal. Bấm cái lỗi gì không? Không lỗi ha. Rồi sau khi không lỗi rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ chỉnh sửa nè. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói như sau: if chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc, tức là bên này là chưa có nha anh chị, chưa có nha. Chúng ta giả sử đang ở giá ở khu vực này, đây đang chạy, đây chính là khu, đây là cái nến không đi. Đang chạy nến không, đang chạy nha, cái nến dài này, đang chạy là nến không. MA 1, đúng không? Chúng ta chỉ làm với MA 1 và MA này thôi, MA 3 nói về xu hướng nó sau đi, đúng không? Control C, if MA 1, ban đầu MA 1 lớn hơn MA 2, đó, ở cái nến 1 đó, lớn hơn MA 2. Đấy có phải không? Phải anh chị nè, MA 1 là màu đỏ nha, ban đầu đang lớn hơn MA 2, đồng ý chưa? Đây, là ở cái nến 1 đang lớn hơn. Cái một đang lớn hơn. Đột nhiên chúng ta qua đến không, chúng ta qua đến không thì chúng ta lại có ngược lại. Trôn C, trôn V, MA 1 thì đột nhiên lại bé hơn cái MA 2. Đó, MA 2 của đến không nha các anh chị, không ghi gì thì là đến không cho nên dễ dễ hiểu. Đó, của MA 2. Tự nhiên có như vậy thì chúng ta nói nó là một tín hiệu gì? Chúng ta sẽ nói nó là một tín hiệu sell, phải không? Là tín hiệu sell. Rồi đấy, chúng ta tín hiệu là gán nó là tín hiệu của thằng sale. Chúng ta có thể mở sale được rồi. Đó, tín hiệu sale. Đấy, vậy thôi. Và tương tự cho tín hiệu BA3 nha anh chị. BA3 chúng ta đảo ngược lại là tín hiệu 3. Các anh chị muốn gắn vào xu hướng thì các anh chị lại nói thêm một cái nữa. Ví dụ các anh chị muốn nói là hai cái đường MA đó phải bé hơn cái đường MA3, hay là đường MA3 đang là những giảm gì đó, các anh chị làm được hết. Đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ nói là MA1. Đúng không? MA1 còn phải đang bé hơn MA3. Đó, MA3. Hoặc là và đồng thời MA2 cũng vậy luôn. Đó, chúng ta gán vào điều kiện như vậy. Đó, MA2 cũng vậy luôn. Đấy. Thậm chí chúng ta nói luôn là cái thằng MA3 phải là chiều hướng xuống nữa. Chiều hướng xuống thì sao các anh chị? Chiều hướng xuống có phải là cái bản thân của nó đó.
cái MA, cái đây này, nhấn xuống này, đây, chỉ nhấn xuống này, cái bản thân của nó này, ngay tại đây cái giá trị của thằng MA này nó sẽ phải cao hơn giá trị của MA này thì mới gọi là chỉ nhấn xuống. Đấy, thế thì chúng ta làm sao? Chúng ta làm thêm một điều kiện nữa, đó là MA3 đúng không? MA3 của cái đến 1 phải không? Đến 1 sẽ cao hơn MA3 của đến 0 đó. Nên gì? Rồi, vậy thôi. Nhớ là phải cao hơn ha. Rồi thì chúng ta chỉ cần gắn cái lệnh sell này vào, gắn cái tín hiệu sell này vào đây luôn đi. Sao hết à, bây giờ mình không cho thêm nến nữa. Anh chị muốn kết hợp cái nến thì kết hợp ha. À, sửa thành hai các bạn à, F7 rồi có lỗi không? Ui giời không lỗi ha. Rồi vậy thôi. Thế là chúng ta đã xong à, chúng ta thử bắt test xem ha. F7 đây vừa cắt mà dưới nè. Đây chúng ta đã vào lệnh sell ở đây. Ở đây chứ. Đấy không? Thắng vô. Thắng ngon lành. Quan trọng là chúng ta không chốt thôi. Thắng 100+ điểm luôn. À, mà chúng ta không chốt à, do TP chúng ta để khá dài. Đấy, TP chúng ta còn ngang điểm rồi. Do chúng ta đang để M15 thôi các anh chị. Daily đi à, chơi những cách này chúng ta nên chơi ở cục Daily à, anh chị thấy ngon không? Daily nè à, 0.1 á, mà lời một con đường rất dài luôn. Đấy, các anh chị thấy ngon là đồ MA thôi chúng ta cũng khả năng kiếm tiền được rồi à, nó tín hiệu cắt đi nè, cắt ở dưới thế này. Thì các anh chị hạn chế vào lệnh như thế nào đó thì để cho nó an toàn hơn. À, rồi các anh chị không muốn nó dưới mà chúng ta chỉ muốn cắt thôi là vào thì ok, nên nó cũng đã vào ngay đây và thắng chúng ta thắng nguyên một trang đây, các anh chị thấy không? À, thì đó cũng là một cái để chúng ta vào lệnh. Rồi vậy ha các anh chị. Thì hiển nhiên tôi chỉ hướng dẫn các anh chị những cái cơ bản và lập trình đơn giản nhất có thể thôi, các anh chị có thể nâng cao lên. Và các chị em chuyên nghiệp mà lỡ theo dõi tôi thì có những lúc tôi nói nó không phù hợp với những ngôn từ của những anh chị em chuyên nghiệp thì các anh chị em bỏ qua cho. À, tôi chỉ muốn làm sao cho các anh chị, kể cả anh chị mới thấy đơn giản để các anh chị có thể tự lập trình lên cho mình. À, cho nên có những định nghĩa tôi làm rất vắn tắt để các anh chị em dễ hiểu dễ nhớ nhất mà thôi. À, hiển nhiên tôi cũng không thể nhớ hết tất cả các kiến thức cho nên đôi lúc có những cái sai lầm thì mong các anh chị bỏ qua nếu ở đâu đó có sai. À, thì tôi cảm ơn các anh chị rất nhiều đã theo dõi tôi trong thời gian qua. Mong các anh chị hãy like, share, đăng ký để tôi động lực làm nhiều hơn. Khi mà tôi đã ra được những đoạn series video này thì tôi biết là tôi sẽ đối đầu với rất nhiều bên IP đến sàn và đến một vài nơi khác nữa. Tuy nhiên tôi cũng chuẩn bị tâm lý trước cho một sự đơn độc để chiến đấu rồi. À, tôi chỉ mong có ai đó ủng hộ để tôi có thể vì cộng đồng nhiều hơn. Tuy nhiên tôi vì cộng đồng tôi sẽ làm hết sức có thể. Tôi hy vọng các anh chị hãy cùng tôi, đồng hành cùng tôi. Tôi cũng rất sợ đơn độc. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc các anh chị thứ bảy chủ nhật vui vẻ.